Thì máy Sotaro 11 là hiện tại là sử dụng cái loại ống ép cao su chất lượng nhất trên thị trường nha các bác. Thì ống cao su dày 76 phân. Ê, ngày trước từ dòng Sotaro 9, 10 trở về trước ấy thì chúng tôi sử dụng ống ép 72 đấy các bác này. Đấy. Đấy. Các bác quan sát nha, còn đây này. Được chưa? Đấy, các bác nhìn này, dày dặn hơn rất là nhiều nha. Đấy. Nhìn hai ống này luôn này. Đấy. Thì đây, ống này hiện tại là đang dùng cho Sotaro 11 cao cấp nha các bác. Đấy. Còn ống này thì từ 10 trở về trước thì nó ống này sự tuổi thọ nó sẽ được lâu hơn khá là nhiều, được chưa? Nói ống 72 thì thực ra ấy thì cái tuổi thọ của ống cao su ngoài cái việc chất lượng dày dặn hơn này thì nó còn phụ thuộc vào cái việc là chúng ta cách làm phải cái làm cách vôi vữa vệ sinh trộn đúng và làm liên tục làm đều không bị tắc ống thì chúng ta sẽ sử dụng được rất là lâu. Ngoài ra ấy, thì còn lưu ý cho các bác nhá là khi mà chúng ta lâu mà không sử dụng ấy là chúng ta cứ bật máy và bật mở cùm này ra, bật máy một cái là nó sẽ cuốn cái ống của chúng ta ra, và nếu mà chúng ta không sử dụng trong thời gian dài ấy, khoảng 1 tháng trở lên ấy thì chúng ta thì nên tháo ống ép ra chúng ta để bên ngoài thì để tránh cái việc là ống ép nó cứ nằm trong máy và nó quả lô này nó sẽ ép cái ống cao su về lâu về dài nó sẽ giảm cái độ co giãn đi. Đấy, chúng ta để ra bên ngoài thì khi nào chúng ta dùng chúng ta lại lắp vào, như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng được cái ống ép này nó rất là lâu và rất là bền. Sotaro, máy phun vữa số 1 Việt Nam.